Quý vị đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của hệ thống Đài Việt TV Network. Tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, nhóm phóng viên của Việt TV đang có mặt tại Trung tâm Tài năng và Phát triển A-Leaf, tọa lạc trên đường Westheimer. Xin mời quý vị theo dõi sự kiện hội chợ y tế thường niên và phát ba lô đồ dùng học tập cho các em nhỏ bước vào niên học mới do khu học chánh A-Leaf tổ chức vào ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024. Sau đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên Việt TV ghi nhận. Thank you all for coming out today to celebrate the opening of school. Today we have more than 42 vendors here helping all of our students and families get ready for our beginning of the year kickoff. So they'll be able to get shots, get free school supplies, and whatever they need so that they can start this school year and be successful. So we're looking forward to a good year here in A-Leaf ISD. Như quý vị cũng thấy là tất cả mình có những cái vendor United Healthcare, Office Depot, Precinct 4, A-Leaf, Family Center, Engagement. Rất là nhiều vendor và những cái người ngày hôm nay đó họ cũng tới đây để ủng hộ của chương trình A-Leaf ISD. Và ngoài ra họ cũng giúp đỡ những người cha mẹ mà có thắc mắc cái gì bất cứ về bảo hiểm, về bất cứ những cái gì mà involve ở ngoài đời á, thì họ đều sẵn sàng ngày hôm nay để giúp đỡ. Thành ra A-Leaf ISD rất là hãnh diện là có rất là nhiều người tới để ủng hộ cho A-Leaf. We're hoping to have over 2,000 people to be served today. This is my 20th year of having the health fair. And we serve many, many families. We have free vision, free hearing, we have free blood pressure checks, we have free glucose checks, free haircuts, everything is free. And this is the 20th year I enjoy taking care of the family and all the students. Dr. Mays is a wonderful superintendent. He has helped me get this going. And this is my 20th year. And thank you so much for having me. Bữa nay đó là cái ngày phát cặp tác đi tự trường hàng năm. Từ 8 giờ sáng cho tới 11 giờ là tụi em sẽ phát khoảng chừng 2.000 cái cặp tác ngày hôm nay. Thì hôm qua là đã ra cùng với thiện nguyện viên bỏ những cái dụng cụ học tập vô. Thì như mỗi năm đó là đều có những cái dụng cụ cho các em là viết chì, viết màu, những cái gì mà trường yêu cầu đó là có đầy đủ hết. Tập vở, giấy, sách. Để đồng thời tụi em cũng được những cái nhà tài trợ như là bên chỗ Matcha họ cũng tặng để mà ra được ăn kem miễn phí nữa. Thì có rất là nhiều coupon ở trong đây. Bên Chick-fil-A, tức là có thể lấy những cái phần ăn bên Chick-fil-A, ăn kem, rồi cái chính đó là những cái phần quà trong đây đó là đầy đủ hết trong nguyên một năm học cho các em có những gì mà trường yêu cầu. Và nhất là cái cặp táp nó phải trong để mà đi học, để mà có cái sự an toàn. Tặng cái cặp đó là phải ký cái giấy này, thì mỗi người ký xong hết đem qua là có thể phát để lãnh một cái cặp táp. Mỗi gia đình chỉ cần phụ huynh đem cái giấy này là có thể lãnh được cho các em thôi. Vừa rồi là những hình ảnh trong sự kiện y tế thường niên và phát đồ dùng học tập cho các em nhỏ do khu học chánh A-Leaf tổ chức. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần sau. Xin chào tạm biệt.